Có đi qua ấy, nhà hai bà cháu thì cũng không có điện nữa. Anh có cái máy cũng không dùng đến, nó chẳng lấy cái bóng dây. Thế cho hai bà cháu thì thắp sáng. Bà nuôi nhiều vịt hết nha. Có hai bà cháu à? Vâng. Rồi anh có đi qua đến nhà của con điện. Uống nước bà. Em biết lắp điện này không? Không, em không biết lắp. Biết lắp à? Thế em nhờ anh hộ em lắp rồi. Nhà em không có ống. Không có ống à? Vâng. Nhà anh cũng có đoạn ống đấy. Không ấy thì giờ đi anh đi hộ anh lôi cái đoạn ống kia rồi. Em lắp điện. Nước bà ơi. Uống nước thôi. Đi hộ anh lôi đoạn ống để anh lắp cho. Mua ở đây nhé. Mark, yeah.
Thế vào không? Thế vào không?
Thank you.
Ở đây cảnh đẹp nha, có suối rồi vịt hai ba cháu uống nước. Thôi chắc cũng muộn rồi, về hai ba cháu ở nhé, sáng là tới nay không sợ được, sáng còn đây còn đoạn dây cái bóng rồi đấy. Mai cháu về nhá ba ơi. Ah, 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 ah,
Ha 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 ha